Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin VietnamSport ngày 17 tháng 12 năm 2021. Trước khi đến với những thông tin chi tiết hiện diện cho bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube VietnamSport, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Báo Indonesia bịa đặt phát biểu của huấn luyện viên Park Hang-seo. Những phát biểu của huấn luyện viên Park Hang-seo ở cuộc họp báo sau trận gặp Indonesia bất ngờ bị truyền thông xứ vạn đảo xuyên tạc. Mới đây, tờ Indosport bất ngờ đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Ngay càng ngạo mạn", huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng Indonesia và Malaysia không xứng đáng có mặt ở bán kết AFF Cup. Trong bài viết, tác giả đưa ra thông tin sai sự thật rằng do không thể chấp nhận việc bị Indonesia cầm hòa, nên thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam đã gay gắt đánh giá Indonesia và Malaysia không xứng đáng vào bán kết. Đây là những thông tin không chính xác so với những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói ở cuộc họp báo sau trận đấu. Cụ thể, nhà cầm quân Hàn Quốc đã cho biết Indonesia và Malaysia cũng chưa chắc vào bán kết. Đội tuyển Việt Nam cũng đang xếp thứ hai do chỉ kém Indonesia ở hiệu số. Lượt cuối thì chúng tôi gặp Campuchia, còn Indonesia đương đầu với đối thủ chuyền kiếp và khó chơi là Malaysia. Chúng tôi sẽ dành toàn lực để thắng Campuchia. Tôi nghĩ không nên đánh giá chiến thuật của đối phương, và thực ra thì cũng không đánh giá được. Đội tuyển Việt Nam đôi khi cũng phải chơi phòng ngự mà. Chúng ta không nên đánh giá về Indonesia. Theo lịch thi đấu thì cả hai trận đấu bảng B đều diễn ra cùng một lúc 19:30 ngày 19 tháng 12 trước một đối thủ yếu như Campuchia. Đội tuyển Việt Nam nhận được nhiều kỳ vọng sẽ có khả năng tiến thẳng vào bán kết, qua đó tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup của mình. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia hạnh phúc khi đội nhà cầm hòa đội tuyển Việt Nam. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Iwan, đã sung sướng khi đội tuyển Indonesia có trận hòa không đều trước đương kim vô địch AFF Cup đội tuyển Việt Nam ở cuộc so tài vào tối ngày 15 tháng 12. Màn trình diễn của cao thủ thật là phi thường. Tôi cùng với Bộ trưởng Thể thao Amali theo dõi trận đấu và tự hào khi chứng kiến tinh thần chiến đấu của họ trong suốt trận đấu này. Họ đã nỗ lực đến phút cuối. Một lần nữa, tôi tự hào về họ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Iwan đã nói. Theo người đứng đầu bóng đá của Indonesia, không thua trước đội tuyển Việt Nam đã là kết quả rất thành công. 5 lần chạm trán giữa hai nền bóng đá trong 3 năm qua, Indonesia toàn thua trước đội tuyển Việt Nam. Đây mới là lần đầu tiên đội tuyển Indonesia không thua và sạch lưới trước đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt. Theo Go Indonesia, thì Chủ tịch Iwan vẫn chưa hết tức giận sau thất bại ở chung kết SEA Games 30. Ông cho rằng U22 Indonesia chơi tốt ở trận đấu đó, song pha vào bóng của Đoàn Văn Hậu với Evan Dimas đã khiến cục diện trận đấu thay đổi. Ông Iwan cũng từng gây chú ý khi đặt câu hỏi có muốn thắng đội tuyển Việt Nam không khi đến gặp cao thủ trẻ của Indonesia. Kết quả hòa giúp đội tuyển Indonesia bảo vệ ngôi đầu bảng B trước lượt đấu cuối cùng. Quyền tự quyết đang nằm trong tay thầy trò huấn luyện viên Sintayong, bởi nếu không thua Malaysia ở trận đấu quyết định vào mấy ngày tới đây thì chắc chắn Indonesia sẽ giành vé vào bán kết. Không được đánh giá cao tại AFF Cup 2020, nhưng Indonesia đang để lại ít nhiều sự ấn tượng. Trong hai trận đầu gặp Lào và Campuchia, Evan Dimas cùng đồng đội đã ghi được 9 bàn thắng. Đến cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam, Indonesia lại trình diễn lối chơi phòng ngự kiên cường, đầy khó chịu để bảo toàn mảnh lưới, chặn đứng chuỗi 7 trận ghi bàn liên tiếp của Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội tại đấu trường AFF Cup. Công Phượng không gặp chấn thương, hứng thú làm thủ môn. Chiều ngày 16 tháng 12, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng AFF Cup 2020, gạt sang một bên những cảm xúc tiếc nuối khi để Indonesia cầm hòa. Huấn luyện viên Park Hang-seo hướng cao trò tới trận đấu với Campuchia cùng nguồn năng lượng tích cực nhất có thể. Do mới trải qua thi đấu nên tại buổi tập chiều ngày hôm qua, nhóm cao thủ đá chính trong trận gặp Indonesia được tự do chơi các trò chơi vận động tùy theo sở thích của từng người để thả lỏng. Một số người lựa chọn đi bộ thư giãn gần cốt, một số khác thì rủ nhau thi tài với môn tetball, môn thể thao được chơi trên một bàn cong phân cách bởi một tấm lưới nhựa ở giữa, và người chơi sử dụng trái banh trong môn bóng đá để đưa qua lại giữa hai bên. Riêng những cầu thủ chưa được đăng ký thi đấu và cao thủ dự bị ở trận đấu với cao thủ Indonesia vẫn được giữ nhịp vận động với cường độ cao thông qua nội dung đá gôn nhỏ 8x8. Trong trường hợp của tiền đạo Công Phượng, các bác sĩ của đội tuyển đã kiểm tra và cho biết Công Phượng thì không gặp vấn đề gì về chấn thương cả, hoàn toàn có thể tập luyện và thi đấu bình thường. Tại buổi tập chiều ngày hôm qua thì Công Phượng thậm chí còn tinh nghịch tham gia các bài tập chỉ dành riêng cho thủ môn, tạo nên tiếng cười sảng khoái cho các đồng đội. Sáng ngày hôm nay thì toàn đội sẽ thực hiện xét nghiệm RT-PCR định kỳ theo quy định của ban tổ chức AFF Cup và trở lại buổi tập kỹ chiến thuật vào buổi chiều cùng ngày. Tiến Linh được đề cử danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2021. Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam là một trong 25 đề cử cho giải thưởng Best Footballer in Asia, cầu thủ hay nhất châu Á. Đây là cuộc bầu chọn tương tự với quy mô của quả bóng vàng nhưng nhỏ hơn. Kể từ lần đầu tiên được tổ chức hồi năm 2013, Tiến Linh là cầu thủ Việt Nam thứ hai và danh sách đề cử của ban tổ chức của tờ Titan Sport Trung Quốc. Năm 2018, Nguyễn Quang Hải cũng từng có mặt. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1997 không vào được top 3. Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài Tiến Linh còn có đại diện của Thái Lan đó là Therathon Buathan, hậu vệ mới đạt thỏa thuận đầu quân cho Wiram Yetut. Năm 2021, Tiến Linh đã đạt nhiều dấu ấn. Anh cùng đội tuyển Việt Nam lần đầu giành vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cá nhân tiền đạo này đã tái lập thành tích của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn từng làm được khi ghi 5 bàn thắng tại một kỳ vòng loại World Cup. Các đề cử của giải thưởng nói trên bao gồm cả cao thủ châu Á đang thi đấu tại châu lục khác và cao thủ có
có quốc tịch ngoài châu Á nhưng đang thi đấu tại các giải thuộc quyền quản lý của Liên đoàn bóng đá châu Á. Cách thức bầu chọn tương tự với giải thưởng của Áng Vàng. Mỗi quốc gia châu Á có một đại diện tham gia bầu chọn. Tại giải thưởng này, người có phiếu bầu sẽ liệt kê 5 cầu thủ hay nhất theo thứ tự giảm dần. Người đầu tiên có 6 điểm, những cầu thủ tiếp theo nhận lần lượt là 4, 3, 2 và 1 điểm. Năm 2020, có 51 nhà báo đại diện cho các quốc gia trực thuộc AFC tham gia bỏ phiếu. Son Heung-min là người chiến thắng với số điểm là 286. Cầu thủ đang thuộc biên chế của Tottenham Hotspur là người giành chiến thắng nhiều nhất với 6 lần được vinh danh. Keisuke Honda và Okazaki là những người giành chiến thắng ở các năm còn lại, 2013 và 2016. Trên màn hình chính là danh sách 25 ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á. Văn Lâm sẵn sàng trở lại Nhật Bản tập luyện. Thủ thành Việt Kiều sẽ hội quân sớm 2 tuần cùng đồng đội ở Seoul Osaka sau quãng thời gian về Nga nghỉ ngơi và tập hồi phục. Anh có kế hoạch lên đường vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo tìm hiểu của tờ Zing.vn, Đặng Văn Lâm đã hoàn tất quá trình vật lý trị liệu sau ca phẫu thuật vai hồi tháng 10. Anh sẽ tập luyện thêm để lấy lại thể trạng trước mùa giải mới. Văn Lâm mới ra sân 2 trận cho đội bóng của Nhật Bản. Anh không may đã dính chấn thương khi tập luyện và đánh mất cơ hội cạnh tranh trong khung gỗ. Thời gian vừa qua thì Văn Lâm trở về Nga để thăm gia đình, đi chơi với bạn gái và tập luyện cùng chuyên gia thể lực. Anh cũng theo dõi sát sao hành trình của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Chấn thương của Đặng Văn Lâm dự báo lấy của anh đi 4 tháng hồi phục. Anh là người chăm chỉ luyện tập và sẽ sớm trở lại hơn 1 tháng so với dự kiến ban đầu. Thông tin về quá trình tập luyện hồi phục của Đặng Văn Lâm được cập nhật liên tục với huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Seoul Osaka và đội ngũ y tế của câu lạc bộ này. Tình trạng của Văn Lâm rất quan trọng để câu lạc bộ tính toán nhân sự cho mùa giải mới. Seoul Osaka đã thanh lý thủ môn Masui và Văn Lâm nằm trong kế hoạch xây dựng của đội bóng Nhật Bản. Seoul Osaka còn thủ môn Kim Jin Hyun sinh năm 1987 và Sota sinh năm 2002. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Văn Lâm sẽ có nhiều cơ hội ra mắt ở mùa giải mới và chúng tôi chúc cho Đặng Văn Lâm sẽ có cơ hội ra sân thường xuyên ở đội hình xuất phát trong áo của Seoul Osaka tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Và chi tiết vừa rồi thưa quý vị cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.